Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023. Chương trình tin tức ngày hôm nay sẽ do Lưu Mỹ Linh và Lương Minh Châu phụ trách. Ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin liên quan đến thế giới thưa quý khán thính giả. Bản tin đầu tiên cho biết là trực thăng của Israel tấn công nhầm vào binh sĩ của mình. Một trực thăng của Israel đã bắn nhầm vào một tòa nhà ở giải Gaza trong lúc binh sĩ thuộc về lực lượng phòng vệ của Do Thái đang ở bên trong, khiến cho một binh sĩ người Do Thái bị thiệt mạng, theo tờ The Times of Israel đưa tin. Theo đó, lực lượng mặt đất của quân đội Israel đã yêu cầu yểm trợ ở trên không sau khi xác định được một nhóm đặc nhiệm Hamas ở gần. Nhưng một trực thăng chiến đấu Apache được điều động để tấn công nhóm Hamas đã bắn nhầm vào một tòa nhà nói trên do việc khai hỏa không chính xác từ mặt đất của các binh sĩ người Do Thái. Lực lượng phòng vệ Israel nói rằng vụ việc đang được điều tra. Binh sĩ bị thiệt mạng nói trên chưa được xác định danh tính, nằm ở trong số 91 binh sĩ Israel bị tử trận kể từ khi quốc gia này tiến hành chiến dịch đổ bộ để nhằm tiêu diệt Hamas ở giải Gaza từ ngày 27 tháng 10. Trong khi đó, lữ đoàn al qassam của Hamas nói rằng một binh sĩ Israel bị bắt làm con tin đã bị thiệt mạng vào sáng sớm ngày hôm nay trong cuộc đụng độ giữa các thành viên Hamas và một đơn vị đặc nhiệm của Israel đang tiến hành cuộc giải cứu các con tin. Lữ đoàn al qassam tuyên bố đã đẩy lùi được nỗ lực giải cứu con tin của đơn vị Israel. Con trai Bộ trưởng Israel thiệt mạng tại Gaza, Gavriel Eisenkot, con trai một bộ trưởng nội các thời chiến Israel, thiệt mạng trong vụ nổ bên trong đường hầm khi tham gia chiến dịch ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo thượng sĩ Eisenkot 25 tuổi bị thương khi một quả bom phát nổ trong đường hầm ở trại tị nạn Jabalia, miền bắc giải Gaza isenkot được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở israel trong tình trạng nguy kịch nhưng tử vong sau đó isenkot là con trai ông gadi isenkot cựu tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel ông hiện là bộ trưởng đại diện cho đảng đối lập đoàn kết dân tộc trong nội các thời chiến nơi ra quyết định cho chiến sự của israel ở gaza ông gadi isenkot nhận tin con trai tử trận khi đang đi thị sát bộ chỉ huy miền nam của quân đội israel Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời chia buồn đến gia đình và ca ngợi Gao Eisenkot là chiến binh dũng cảm và người hùng thực thụ. Những anh hùng của chúng ta không ngã xuống vô ích, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng, ông Netanyahu nhấn mạnh. Quay sang một diễn biến khác, thưa quý vị. Tây Ban Nha trục xuất hai nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ Tờ báo El País đã dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết ít nhất là hai nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Madrid đã bị trục xuất về nước một cách lặng lẽ vì nghi ngờ có liên lạc với các điệp viên từ Trung tâm Tình báo Quốc gia của Tây Ban Nha để lấy thông tin mật. Theo tờ báo, thì hai tình báo Tây Ban Nha bị bắt cách đây hai tháng, sau khi một cuộc thanh tra nội bộ tiết lộ rằng họ truy cập vào những thông tin mật không cần thiết cho công việc của họ và họ không có quyền biết. Cuộc điều tra cho thấy ít nhất một người trong số họ đã được đặc vụ Hoa Kỳ hối lộ. Vụ việc chưa được công khai bởi vì Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh giữ bí mật của vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng của Tây Ban Nha là Margarita Robles đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ ở tại Madrid là Julissa Reynoso và yêu cầu giải thích. Nhà ngoại giao này cho biết là bà không biết chuyện gì đã xảy ra, bà xin lỗi và hứa là sẽ hợp tác với cuộc điều tra nhiều nhất có thể, cũng theo tờ báo El País de Tin. Tờ báo nêu chi tiết rằng việc tuyển dụng các đặc vụ bí mật của nước chủ nhà để phản bội đất nước của họ được coi như là một hành động thù địch công khai. Và đồng thời lưu ý rằng gần như không có trường hợp Tây Ban Nha từ chối chia sẻ thông tin mà Hoa Thịnh Tốn quan tâm và không rõ tại sao mà nước Mỹ lại phải làm như vậy khi họ có được mọi thứ mà họ yêu cầu. Armenia và Azerbaijan hướng tới bình thường hóa quan hệ. Armenia và Azerbaijan đã nhất trí trong một tuyên bố chung nhằm nắm bắt cơ hội lịch sử để đạt hòa bình được chờ đợi từ lâu trong khu vực. Hai nước tái xác định ý định bình thường hóa quan hệ và đạt được hiệp ước hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cũng theo tuyên bố trên, Azerbaijan sẽ trả tự do cho 32 tù nhân chiến tranh Armenia, trong khi Armenia sẽ trả tự do cho hai quân nhân Azerbaijan. Hai bên cho hay một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết vào cuối năm nay. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã hoan nghênh tuyên bố chung ngày 7 tháng 12 của Armenia và Azerbaijan, gọi đây là một bước quan trọng. Hai nước láng giềng Armenia và Azerbaijan đã vướng vào cuộc xung đột kéo dài hàng chục năm về vùng Nagorno-Karabakh mà Azerbaijan đã giành lại sau cuộc tấn công chấp nhoáng chống lại phe ly khai người dân tộc Armenia vào tháng 9. Liệu rằng thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới giữa Liên Âu và Nam Mỹ bị sụp đổ? Bất chấp hai thập niên đàm phán, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên Âu và khối thị trường chung của Nam Mỹ, tức là Mercosur, một lần nữa lại không đạt được ký kết khiến cho các chính trị gia thất vọng. Theo tờ báo Dutch Wells của Đức, về mặt chính thức, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên Âu và bốn quốc gia thuộc với khối thị trường chung của Nam Mỹ, gồm có Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay, vẫn chưa bị gác lại vĩnh viễn. Nhưng tại hội nghị thượng đỉnh Mercosur diễn ra vừa qua ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil thì một tuyên bố về thỏa thuận thành lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới lại bị trì hoãn và đang tiếp tục được soạn thảo. Sự thất bại của các cuộc đàm phán là một bước thụt lùi đối với tổng thống Brazil ông Luiz Inácio Lula da Silva, người dường như là đang hy vọng ký kết hiệp định thương mại tự do trước khi nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Brazil ở tại Mercosur kết thúc trong tuần này. Santiago Pena là tổng thống của Paraguay, người tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Mercosur từ Brazil trong tuần này, đổ lỗi cho khối Liên Âu về sự thất bại của các cuộc đàm phán. Ông cho rằng Liên Âu không quan tâm đến thỏa thuận và do đó đang áp đặt những điều kiện không thể thực hiện được, đặc biệt là liên quan đến môi trường. Các cuộc đàm phán giữa Liên Âu và Mercosur được bắt đầu vào năm 2000. Nếu được ký kết, thì thỏa thuận liên đâu Mercosur sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do với hơn 740 triệu dân, do đó sẽ là khu vực lớn nhất thế giới. Anh quốc bắt cảnh sát tòa án của Mỹ say rượu tấn công tình dục trên máy bay. Nhà chức trách Anh quốc mới đây đã bắt giữ một cảnh sát tòa án của Mỹ, tức US Marshal, ông Michael Brayton 39 tuổi, với cáo buộc lên máy bay trong khi say rượu và có hành vi tấn công tình dục trên máy bay. Ông Josh Cube Phát ngôn viên Sở Cảnh sát London cho biết, ông Preyton dự kiến sẽ xuất hiện trong phiên sơ thẩm tại tòa vào ngày 8 tháng 12. Cảnh sát tòa án Mỹ xác nhận đã biết về sự việc, nhưng không bình luận gì thêm về cáo buộc hoặc hình thức kỷ luật tiếp theo đối với ông Preyton. U.S. Marshall xem xét nghiêm túc mọi cáo buộc về hành vi sai trái của nhân viên của chúng tôi. Những hành động bị cáo buộc của nhân viên liên quan không phản ánh tính chuyên nghiệp của hàng ngàn nhân viên cơ quan hoặc các giá trị cốt lõi của U.S. Marshall theo nbc news hai cảnh sát tòa án mỹ trên chuyến bay của hãng hàng không delta từ phi trường jfk new york đến phi trường heathrow london để dẫn độ một tội phạm hai người này đã uống rượu trong suốt chuyến bay trong khi đó một phụ nữ phàn nàn với phi hành đoàn rằng cô đã bị đụng chạm và quấy rối hãng hàng không delta xác nhận với usa today đã gặp cơ quan công lực địa phương để hợp tác với cuộc điều tra theo hãng tin AP, viên cảnh sát Mỹ thứ hai đã bị giam giữ một thời gian ngắn trước khi được đưa về nơi xuất phát. Quốc hội của Đan Mạch vừa thông qua luật cấm đốt kinh Koran ở nơi công cộng sau những vụ việc gây phẫn nộ từ thế giới hồi giáo. Luật cấm đốt kinh Koran của người hồi giáo đã được quốc hội của Đan Mạch thông qua với 94 phiếu thuận và 77 phiếu chống. Luật mới cấm hành xử không thích hợp đối với những tác phẩm có tầm quan trọng tôn giáo to lớn đối với một cộng đồng tôn giáo được công nhận mọi hành vi đốt, cắt xé hoặc làm ô uế kinh thánh ở tại nơi công cộng hoặc là được quay video để phát tán rộng rãi đều bị cấm. Người vi phạm sẽ bị phạt hoặc là ngồi tù cho đến 2 năm. Trong năm nay, Đan Mạch và nước láng giềng Thụy Điển đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, trong đó các nhà hoạt động chống đạo hồi đã đốt phá hoặc là hủy các bản sao kinh Koran, khiến cho cộng đồng Hồi giáo phẫn nộ và yêu cầu chính phủ của các nước Bắc Âu cấm hành động này. Theo số liệu của cảnh sát Đan Mạch, từ tháng 7 đến tháng 10, có 483 vụ đốt kinh hoặc là sách hoặc là cờ ở tại nước này. Một số ý kiến cho rằng việc giới hạn quyền chỉ trích tôn giáo gây tổn hại sự tự do ở trong khu vực. Chính quyền Đan Mạch đã tìm cách tiếp cận cân bằng giữa việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp, trong đó có quyền phê bình tôn giáo và an ninh quốc gia, giữa lo ngại việc đốt kinh Koran có thể khơi mào cho các cuộc tấn công của người Hồi giáo. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Liên tiếp các vụ bạo lực trong trường học ở New York, cảnh sát cho biết một bé gái 12 tuổi bị chém vào chân tại trường trung học James M. Kirin ở khu View của Bronx vào ngày 7 tháng 12. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một cậu bé 15 tuổi đâm một cậu bé cùng tuổi tại trường trung học Edward Murrow ở khu Midwood của Brooklyn. Nữ sinh trong vụ tấn công ở Bronx bị chém một vết ở chân phải đã được đưa đến bệnh viện Jacobi và tình trạng sức khỏe đang ổn định. Cảnh sát cho biết một con dao được tìm thấy tại hiện trường và một đối tượng liên quan đã bị bắt giữ vào chiều cùng ngày. Không rõ người này có phải là học sinh hay không. Nam sinh bị đâm tại Brooklyn, 15 tuổi, đã được đưa đến trung tâm y tế Memonize, tình trạng sức khỏe đã ổn định. Nghi phạm là một cậu bé 15 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu giết người, hành hung và tàn trữ vũ khí. Trong một vụ việc khác ở trường học cùng ngày, không gây thương tích, một thanh niên 16 tuổi đã bị giam giữ sau khi bị phát hiện mang súng vào trường trung học Fanny Luhammer ở Bronx. Con trai của Tổng thống Biden dính thêm những cáo buộc hình sự và có thể sẽ phải đối diện với án 17 năm tù. Bộ Tư pháp đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ông Hunter Biden, con trai của đương kim Tổng thống, với 9 tội danh, gồm có 3 trọng tội và 6 tội nhẹ có liên quan đến việc trốn thuế. Bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang ở California, nói rằng ông Hunter Biden đã tham gia vào một kế hoạch kéo dài 4 năm để không trả ít nhất là 1.4 triệu Mỹ Kim tiền thuế liên bang tự tính mà ông ta đã nợ trong các năm từ 2016 đến 2019. Theo cáo trạng, thì ông Hunter đã kiếm được nhiều tiền khi ông làm việc trong một hội đồng quản trị của một tập đoàn công nghiệp Ukraine và một quỹ đầu tư tư nhân của Trung Quốc nhưng ông ta đã chi hàng triệu mỹ kim cho lối sống xa hoa mà không trả các hóa đơn thuế của mình. Chỉ riêng trong năm 2018, ông Hunter đã chi ra hơn 1.8 triệu mỹ kim, gồm có khoảng 772.000 mỹ kim rút tiền mặt, 383.000 mỹ kim chi tiêu cho những phụ nữ, 151.000 mỹ kim cho quần áo và các phụ kiện và còn nhiều khoản chi phí khác. Bị cáo đã không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào trong số này để đóng thuế vào năm 2018 theo cáo trạng. Nếu bị kết án, con trai của đương kim tổng thống sẽ phải đối mặt với án tù lên tới là 17 năm. Bộ Tư pháp cho biết, cuộc điều tra về Hunter Biden vẫn đang tiếp tục. Đây là vụ án hình sự thứ hai mà công tố viên đặc biệt David Weiss khởi tố để chống lại con trai của tổng thống Biden. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Esper nói NATO có nguy cơ tăng rã nếu ông Trump tái đắc cử. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper lo ngại viễn cảnh NATO tan rã trong trường hợp cựu Tổng thống Trump tái đắc cử. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình mới đây, ông Esper cho biết, tôi từng làm việc với các vấn đề NATO với cựu Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ của mấy. Nếu ông Trump tái đắc cử, một trong những động thái đầu tiên có thể sẽ là rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine. Tiếp theo, ông Trump có nhiều khả năng sẽ rút nước Mỹ ra khỏi NATO, kéo theo sự sụp đổ của liên minh. Đây không phải là điều Nga muốn thấy hay sao? Sau đó sẽ là gì? Rút quân đội Mỹ ra khỏi Nam Hàn, Nhật Bản và các quốc gia đồng minh khác. Theo quan điểm của tôi, điều này tương đối đáng lo ngại cho an ninh quốc gia, ông Esper nói. Ông cũng bày tỏ lo ngại ông Trump sẽ bổ nhiệm những người theo phe bảo thủ và trung thành với ông vào ngũ giác đài nếu tái đắc cử. Những người này có thể bao gồm cả cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy tiến trình Mỹ rút quân khỏi Trung Đông. Robert Kagan học giả theo trường phái tân bảo thủ và là chồng của thứ trưởng Bộ Ngoại giao Victoria Nuland nhận định, có khả năng ông Trump sẽ quá tập trung vào vấn đề trả đũa chính trị thay vì theo đuổi những lợi ích thực sự của nước Mỹ ở nước ngoài. Cựu tổng thống Trump trở lại tòa New York trong vụ án dân sự cáo buộc ông về tội gian lận trong kinh doanh và một lần nữa lên tiếng chỉ trích việc xét xử ông là bất công. Trước phiên tòa, ông Trump đã viết trên mạng xã hội rằng vụ việc đã có quyết định chống lại tôi ngay trước khi bắt đầu xét xử phát biểu với báo giới trước khi bước vào phòng xét xử, ông ta nói rằng đây là một cuộc săn phù thủy. Trong phiên tòa vào ngày 7 tháng 12, ông gọi thẩm phán Arthur Engoron xét xử vụ việc là một người điên rồ và vô tâm, còn bộ trưởng Tư pháp của New York bà Letitia James là một người phân biệt chủng tộc. Và giờ giải lao thì ông Trump ngắm bức tranh vẽ cảnh ông ta ra tòa chỉ vào cổ mình và nói rằng có lẽ tôi cần phải giảm cân một chút. Bức tranh được các hãng truyền thông thuê họa sĩ để vẽ lại cảnh ở bên trong do phiên tòa cấm chụp ảnh. Thêm một cái chết nghi liên quan tới nước chanh tăng lực Panera Bread. Panera Bread vấp phải vụ kiện oan sai thứ hai liên quan tới nước chanh tăng lực caffeine. Một người đàn ông 46 tuổi sống ở Fleming Island, Florida, ngay phía nam Jacksonville, chết trên đường về nhà vào tháng 10 sau khi uống 3 ly nước chanh Panera Charge Lemonade theo đơn kiện do mẹ, chị ruột và anh ruột của ông đệ trình tại Tòa Thượng thẩm Delaware. Ông Dennis Brown bị huyết áp cao, rối loạn thiếu hụt nhiễm sắc thể, chậm phát triển và ADHD, đồng thời không uống nước năng lực hoặc cà phê, thay vào đó ông uống nước lọc, xác xị, trà đá và nước chanh. Brown bị ngừng tim khi đang đi bộ từ cửa hàng về nhà, được phát giác trong tình trạng bất tỉnh trên lề đường và được xác định chết tại chỗ. Dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi, chúng tôi tin rằng sự ra đi đáng tiếc của ông Brown không phải do một trong những thức uống của công ty. Panera cho biết trong một tuyên bố truyền thông. Chúng tôi coi vụ kiện này được đệ trình bởi cùng một công ty luật như khiếu nại trước đó là vô căn cứ. Panera kiên quyết bảo vệ sự an toàn của các sản phẩm của công ty. Vụ kiện từ gia đình Brown diễn ra sau vụ kiện tương tự do cha mẹ của sinh viên Sarah Kass thuộc trường Đại học University of Pennsylvania đệ trình vào tháng 10. Cass mắc bệnh tim từ lúc 5 tuổi và cần tránh xa nước tăng lực, qua đời ở tuổi 21 vào tháng 9 năm ngoái sau khi uống nước chanh tăng lực. Thống đốc Florida ghi điểm cao nhất trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa Bốn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống, gồm có thống đốc của Florida là ông Ron DeSantis, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie và doanh nhân Vivek Ramaswamy. Bốn người đã tham gia cuộc tranh luận lần thứ tư ở tại Alabama để xem rằng ai có thể cạnh tranh với ông Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm tới. Tờ The Hill đưa tin, thống đốc DeSantis được coi như là người chiến thắng trong cuộc tranh luận lần này. Đây là lần đầu tiên sau bốn cuộc tranh luận, ông DeSantis đã thể hiện hình ảnh ứng cử viên mà ban vận động tranh cử của ông ta mong muốn. Trong khi đó, doanh nhân Ramaswamy bị đánh giá là yếu nhất Số cử tri có quan điểm tiêu cực về vị tỷ phú gốc Ấn Độ này đã tăng mạnh trong các cuộc thăm dò kể từ mùa hè và con số này chắc chắn vẫn còn tiếp tục tăng sau cuộc tranh luận vừa qua. Theo kết quả khảo sát ở trên mạng FiveThirtyEight được tiến hành ở trên toàn quốc, ông Trump dẫn đầu trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa với gần 50% tỷ lệ ủng hộ. SpaceX của Elon Musk được định giá 175 tỷ Mỹ kim, tương lai thống trị vũ trụ không còn xa. Ở mức 175 tỷ Mỹ Kim, SpaceX trở thành một trong 75 công ty lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, ngang bằng với t USA 179 tỷ và Nike 177 tỷ và China Mobile 176 tỷ Mỹ Kim. Theo nguồn tin của Bloomberg, SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc bán cổ phiếu nội bộ với định giá công ty ở mức 175 tỷ Mỹ Kim trở lên. SpaceX đang cân nhắc việc chào bán cổ phiếu với giá khoảng 95 Mỹ Kim một cổ phiếu. Tương tự như Tesla, Elon Musk đã sáng lập nên SpaceX hơn 20 năm trước với tham vọng tạo nên cuộc cách mạng cho ngành vũ trụ. Hiện đế chế của vị tỷ phú giàu nhất thế giới này đang thống trị ngành tên lửa đẩy thương mại ở Mỹ cũng như xây dựng được mạng lưới vệ tinh viễn thông Internet lớn nhất thế giới thậm chí cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ cũng đang phải phụ thuộc vào SpaceX khi không có bất kỳ sự thay thế nào cho những chuyến bay đưa phi hành gia đến và đi từ trạm vũ trụ quốc tế ISS ngoài các đợt phóng của Elon Musk. suốt hai năm qua SpaceX đều bị lỗ nhưng các khoảng lỗ đều giảm dần để rồi bắt đầu có lãi. qua đó cho thấy tiềm năng phát triển cũng như tầm nhìn của nhà sáng lập Elon Musk. và sau đây là những phần tin liên quan đến Na Châu thưa quý vị. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở tại Iraq bị tập kích bằng rocket. Giới chức của Iraq cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ ở tại Baghdad đã bị ba quả rocket nhắm đến, nhưng chúng đều rơi bên ngoài, sát với vùng xanh ở gần sông Tigris. Vùng xanh là khu vực rộng khoảng 10 cây số vuông được bảo vệ cẩn mật ở Baghdad. Nơi này tập trung các cơ sở quan trọng của chính quyền Iraq và đại sứ quán nước ngoài. Một giới chức Hoa Kỳ xác nhận có báo động đã được kích hoạt và có tiếng nổ vang ở gần Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng với căn cứ Duy Nhân số 3, nơi mà binh sĩ của Liên Quân chống nhóm Hồi giáo cực đoan đóng quân. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad kêu gọi chính phủ Iraq bảo vệ cho các cơ sở và các nhân viên ngoại giao của Hoa Thịnh Đốn, cũng như là các đối tác ở trong Liên Quân. Cơ quan này nói thêm rằng đã có hai loạt rocket nhắm vào phái đoàn ngoại giao của Mỹ, nhưng không gây thương vong. Hiện nay chưa có bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Vào cùng ngày 8 tháng 12, Thủ tướng của Iraq là ông Al Sudan kêu gọi lực lượng an ninh của Iraq hãy truy lùng hung thủ đứng đằng sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ. Trong thông cáo, ông Al Sudan nhấn mạnh việc phá hoại sự ổn định, an ninh nội bộ và danh tiếng chính trị của Iraq là hành động khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Israel vì thương vong ở Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích việc Israel tiến hành cuộc chiến với Hamas ở phía nam Gaza gây ra quá nhiều thương vọng. Theo hãng tin Reuters tuyên bố của ông Lincoln trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Anh David Cameron mới đây là lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất đối với cuộc chiến của Israel. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Israel bắt buộc phải ưu tiên bảo vệ dân thường. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách giữa ý định bảo vệ dân thường và kết quả thực tế mà chúng tôi đang thấy trên thực địa. Israel cho rằng họ phải tiêu diệt phong trào Hồi giáo Hamas sau cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel hai tháng trước, đồng thời đang làm mọi cách có thể để đưa dân thường thoát khỏi nguy hiểm, bao gồm cả cảnh báo về các hoạt động quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện riêng qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và quốc vương Jordan Abdullah, nhấn mạnh điều cần thiết bảo vệ dân thường và tách dân thường khỏi Hamas, bao gồm cả việc thông qua các hành lang cho phép mọi người di chuyển an toàn khỏi các khu vực chiến sự đã xác định tổng thống iran là ibrahim raisi đã tới moscow vào ngày hôm qua trong chuyến thăm cấp nhà nước ở tại cuộc gặp với tổng thống nước chủ nhà vladimir putin ông raisi cho biết iran sẵn sàng thực hiện những biện pháp hiệu quả hơn để nhằm tăng cường hợp tác với nga vì lợi ích của hai nước ông raisi đề cao đến quan hệ giữa iran và nga ngày càng phát triển đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ trong các ngành năng lượng nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương và những thách thức toàn cầu bao gồm có cả cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tổng thống Nga nói rằng nước Nga và Iran đã tạo dựng được một động lực tốt trong năm qua, đồng thời chỉ ra sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng và giáo dục. Ông Putin nói rằng thương mại giữa hai nước đã tăng 20% trong năm qua và đạt được 5 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Nga nhận định quan hệ giữa hai nước này đang ở mức rất tốt đẹp từ trước cho đến nay. Ông Putin cũng khẳng định là hai nước có lập trường chung về nhiều vấn đề trong khu vực, trong đó có cả vấn đề Israel và Palestine và giải Gaza. Ai Cập kêu gọi người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập đã kêu gọi người dân thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 10 đến 12 tháng 12. Giám đốc điều hành cơ quan bầu cử quốc gia ông Ahmed Bandari cho biết có 15.000 thẩm phán sẽ tham gia giám sát các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc Cơ quan này cũng cấp phép cho 14 tổ chức quốc tế và 63 tổ chức trong nước tham gia giám sát cuộc bầu cử. Ngoài ra Ai Cập cũng đã chấp thuận yêu cầu giám sát của 24 đại sứ quán, 67 nhà ngoại giao, 68 nhóm trong nước và hơn 22.000 giám sát viên địa phương. Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập năm 2024 chứng kiến cuộc đua giữa bốn ứng cử viên, bao gồm tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah el-Sisi, chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Ai Cập Farid Zaran, chủ tịch đảng Awad Abdel Sanat Yamama và chủ tịch đảng Nhân dân Cộng hòa Hazem Omar. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Thông tin Nhà nước Dia Rashwan khẳng định, Ai Cập đang chứng kiến giai đoạn quan trọng và then chốt trong lịch sử chính trị với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cuộc bầu cử này là bước tiến quan trọng trong tiến trình hướng tới chuyển đổi dân chủ và cạnh tranh chính trị. Hoàng tử của Ả Rập Saudi đột ngột qua đời. Trong một tuyên bố ngắn, hoàng gia của Ả Rập Saudi thông báo, hoàng tử Thalan bin Abdulaziz bin Banda bin Abdulaziz Al Saud đã qua đời ở tuổi 62. Thông báo cho biết là tang lễ sẽ được cử hành ở tại nhà thờ hồi giáo Iman Turki bin Abdullah ở Riyadh. Thông báo của Ả Rập Saudi không tiết lộ nguyên nhân hoàng tử qua đời. Theo các phương tiện truyền thông Ả Rập, thì hoàng tử đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Hãng tin al Mashad của Lebanon đưa tin rằng hoàng tử qua đời khi máy bay chiến đấu F-15 của ông bị rơi trong một cuộc tập trận với lực lượng không quân vào ngày 7 tháng 12. Hoàng tử Talal bin Abdulaziz là con trai của hoàng tử Benda và là cháu trai của quốc vương đầu tiên của Ả Rập Saudi. Quốc vương Abdulaziz, sinh năm 1961. Hoàng tử Tha bin Abdulaziz là trung tá ở trong lực lượng không quân của Hoàng gia Ả Rập Saudi và giữ chức trợ lý lãnh đạo tình báo ở tại cơ quan tình báo Ả Rập Saudi từ năm 2004 cho đến năm 2012. Bắc Hàn bị tố vận hành trái phép nhà máy của Nam Hàn tại Kaesong. Ngày 8 tháng 12, Bộ Thống nhất Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đang vận hành trái phép khoảng 30 cơ sở do Nam Hàn sở hữu tại khu công nghiệp Liên Triều, Khe Son, hiện không còn hoạt động. Nam Hàn cho biết thêm Bắc Hàn đang dọn dẹp đống đổ nát của một văn phòng liên lạc của hai miền Bắc và Nam, cũng như tại khu công nghiệp Khe Son mà nước này đã cho nổ tung vào năm 2020. Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn ngừng ngay lập tức các hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của họ. Ông Khu Vion Sam Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Hàn nói rằng, hành vi trái phép của Bắc Hàn cũng cấu thành sự vi phạm đối với thỏa thuận liên triều, đồng thời cảnh báo Xô có thể sẽ tiến hành các động thái pháp lý đối với Bình Nhưỡng. Vào tháng 2 năm 2016, đáp trả vụ thử nguyên tử và tên lửa tầm xa của Bắc Hàn, Nam Hàn đã cho đóng cửa khu công nghiệp Khe Son mang tính biểu tượng cho sự hòa giải liên triều. Tháng 5 năm 2023, Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã vận hành trái phép khoảng 10 nhà máy do Xô sở hữu tại khu công nghiệp này. Vào tháng 6 năm nay, Bộ Thống nhất Nam Hàn đã đệ đơn kiện lên tòa án tối cao Nam Hàn nhằm đòi Bắc hàng bồi thường 34,2 triệu Mỹ Kim cho các thiệt hại đối với văn phòng liên lạc do Nam Hàn xây dựng. Tin đến từ Trung Quốc một phòng thí nghiệm vật lý ở dưới độ sâu 2.400m, tổng thể tích của phòng là 330.000m, ở tỉnh Tứ Xuyên nằm về phía tây nam của Trung Quốc, vừa mới đi vào hoạt động và trở thành phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất sâu nhất và lớn nhất thế giới. Phòng thí nghiệm có tên gọi là DURF, được đặt ở dưới núi Cận Bình ở Châu Tự Trị, dân tộc Di Lương Sơn thuộc về tỉnh Tứ Xuyên. Phòng thí nghiệm này bắt đầu được xây dựng từ tháng 10 năm 2020 do Đại học Thanh Hoa và Công ty Phát triển Thủy điện Sông Nhã Lung đảm nhận trách nhiệm xây dựng. Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học tin rằng phòng thí nghiệm ngầm lớn nhất và sâu nhất thế giới cung cấp không gian sạch để các nhà nghiên cứu tìm hiểu về vật chất tối. Độ sâu cực lớn của phòng thí nghiệm này giúp ngăn chặn hầu hết các tia vũ trụ gây ra cản trở cho việc quan sát. Hiện tại, 10 nhóm đầu tiên từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc như là Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải đã làm việc ở tại phòng thí nghiệm này để thực hiện các thí nghiệm khoa học. Theo giáo sư Yu Kuan ở tại Đại học Thanh Hoa chia sẻ, phòng thí nghiệm DURF sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học sâu ở dưới lòng đất, liên ngành thuộc đẳng cấp thế giới, tích hợp nhiều ngành bao gồm vật lý hạt, vật lý thiên văn nguyên tử và khoa học sự sống. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng trong năm nay, đầu tư của Hoa Kỳ chậm lại. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trong năm nay tăng mạnh, trái với tình trạng chậm lại trong lĩnh vực này và thương mại từ Hoa Kỳ. Reuters loan tin nêu ra thực tế khi hai siêu cường lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ, đang cạnh tranh ảnh hưởng đối với Việt Nam. Việt Nam là dựa vào linh kiện của Trung Quốc và hàng xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ. Cạnh tranh ảnh hưởng của hai siêu cường Trung Quốc-Mỹ đối với Việt Nam thể hiện qua chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hồi tháng 9 và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Trong chuyến thăm tháng 9 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hà Nội và Washington nâng quan hệ vượt cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là mức quan hệ mà Hà Nội và Bắc Kinh đã thiết lập từ năm 2008. Các nhà ngoại giao cho biết trong chuyến thăm Việt Nam vào tuần tới của chủ tịch tập, ông này sẽ tuyên bố việc hai nước có chung vận mệnh, cũng từ được diễn giải là một tuyên bố chính thức nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam thêm nữa. Thống kê cho thấy tổng vốn đầu tư vào Trung Quốc và đặc khu Hồng Kông vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay lên đến 8,2 tỷ Mỹ kim, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất cảng của Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm tăng 5% lên gần 50 tỷ Mỹ kim, còn nhập cảng từ Trung Quốc giảm. Trong khi đó tổng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam giảm 0,5 tỷ Mỹ kim trong năm 2022. Mậu dịch song phương Việt Mỹ cũng giảm. Khi người tiêu dùng Hoa Kỳ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về chi phí cuộc sống và phía Mỹ không cắt giảm thuế cho Việt Nam. Đề nghị cấm người dân chuyển giới hai lần trở lên trong đời. Đại biểu Quốc hội là Nguyễn Anh Trí, trưởng ban soạn thảo, nguyên viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương, tiếp tục đưa ra dự thảo mới của luật chuyển đổi giới tính để xin ý kiến của người dân. Theo đó thì dự thảo của luật quy định người dân chỉ được chuyển đổi giới tính một lần trong đời. Dự thảo nghiêm cấm kỳ thị phân biệt đối xử, đưa thông tin sai lệch đối với người chuyển giới tính, gia đình và người thân của họ. Vận động, dụ dỗ, thúc ép bắt buộc người khác chuyển giới, đặc biệt là nghiêm cấm người dân thực hiện chuyển đổi giới tính hai lần trở lên trong đời. Ngoài các quyền như công dân như được công nhận giới tính mới, quyền tài sản, hưởng các chế độ thai sản vân vân, người chuyển giới tính sẽ có quyền thay đổi thông tin giới tính ở trên các giấy tờ tùy thân sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính. Liên quan điều kiện của người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, dự thảo đưa ra hai phương án đối với tình trạng hôn nhân của người đề nghị. Trong đó phương án 1 là độc thân, còn phương án 2 là không quy định tình trạng hôn nhân của người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính. Triệt phá đường dây tổ chức môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng. Ngày 8 tháng 12, cơ quan biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phát thành công đường dây tổ chức môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với phòng chống ma túy và tội phạm. Bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện bắt quả tang đối với đối tượng Hoàng Văn Thảo, sinh năm 1999, tỉnh Cao Bằng, có hành vi tổ chức môi giới cho hai người phụ nữ Campuchia nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổ công tác đã đưa người và tăng vật về đồn biên phòng để điều tra làm rõ. Tại đây, đối tượng Thảo khai nhận, thông qua mạng xã hội WeChat, Thảo được một đối tượng tên Hoàng thuê cùng với một đối tượng tên Tư chở hai người phụ nữ Campuchia trên từ xã Quan Hán ra thành phố Cao Bằng, tiền công là 103 Mỹ Kim. Khi bị phát hiện kiểm tra, hai đối tượng Hoàng và Tư lợi dụng đêm tối để bỏ trốn. Mở rộng điều tra, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục triệu tập, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra, đơn vị đã tiếp nhận hai đối tượng đến đầu thú là Hoàng Văn Hoàng, 19 tuổi và Hoàng Văn Thiện, 16 tuổi, cùng trú tại tỉnh Cao Bằng. Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, theo Điều 348 Bộ Luật Hình Sự. Đồng thời, đồn tiến hành công tác điều tra ban đầu đúng chức năng, thẩm quyền và bàn giao hồ sơ, đối tượng, tan vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh cao bằng theo quy định của pháp luật. TikTok bị cho là bất tuân nhà chức trách Việt Nam. Nền tảng mạng xã hội TikTok từ chối ủy quyền quản lý nội dung cho pháp nhân ở Việt Nam, theo yêu cầu ở trong bản Kết luận Kiểm tra Liên ngành của Việt Nam được công bố hồi tháng 10. Báo Zee News hôm 8 tháng 12 đưa tin này và cho biết TikTok lấy lý do là pháp luật Việt Nam chưa quy định về việc giao quản lý nội dung cho pháp nhân ở Việt Nam. Bên cạnh đó TikTok từ chối việc thỏa thuận với các tòa soạn báo ở Việt Nam về bản quyền nội dung báo chí trên nền tảng mạng xã hội của họ. Báo New dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, là Phó cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình cũng như Thông tin điện tử thuộc với Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, rằng cơ quan này đang đấu tranh để buộc TikTok phải tuân thủ hai yêu cầu nêu trên. Cũng theo bà Huyền, hiện nay TikTok đang đáp ứng 94 đến 95% yêu cầu gỡ các clip bị cho là vi phạm pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của nhà chức trách. Việc TikTok có hành động bất tuân được coi như là chuyện lạ. Trong bối cảnh Facebook, YouTube tuân thủ hầu hết các yêu cầu xóa, khóa danh khoản hoặc là kênh hoặc là bài hoặc là video clip không theo tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Hồi đầu tháng 10, theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông khoe thành tích buộc Facebook gỡ bỏ hơn 2.265 bài viết được đăng sai thông tin sai sự thật Google chặn truy cập hai kênh YouTube bị dán nhãn phản động, tức là kênh Nóng TV và Chính sự TV. TikTok gỡ bỏ 397 link video clip. Ông Hùng cho biết rằng hầu hết bài đăng và video clip bị yêu cầu xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội trên là thông tin xấu độc, tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Ông cũng tiết lộ rằng để xử phạt, để cho thông tin xấu độc Bộ Công an đang nghiên cứu giải pháp quản lý thuật toán của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là nền tảng TikTok. Người dân Long An đổ dồn đi đổi giấy phép lái xe vì nghe tin đồn thất thiệt. Ngày 8 tháng 12, ông Nguyễn Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An cho biết, trong những ngày gần đây, số lượng người dân đến trung tâm này thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe tăng nhiều. Trung bình một ngày bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục làm trực tiếp tại quầy trên 130 hồ sơ, số còn lại khoảng hơn 20 người chờ nhưng đã hết thời gian tiếp nhận. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ đã bị quá tải nhiều ngày qua. Những người đến đổi giấy phép lái xe đa số có giấy phép lái xe hạng A1 còn mới không hư hỏng. Nguyên nhân người dân đến đổi giấy phép lái xe là do nghe thông tin trên mạng và người dân truyền miệng nhau về tin đồn rằng bằng lái xe nếu không được cấp mới, đổi giấy phép lái xe trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì bắt buộc phải sát hạch từ đầu. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh Long An khẳng định hiện không có quy định về việc giấy phép lái xe hạng A1 không giới hạn phải đổi lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hiệu lực sử dụng của giấy phép lái xe hạng A1 vẫn có giá trị sử dụng không thời hạn, vì vậy người dân không cần thiết phải đổi lại giấy phép lái xe hạng A1 nếu đang còn mới, không hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của cơ quan Đường bộ Việt Nam và chính quyền tỉnh Long An, Sở Giao thông tỉnh Long An đã phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe trên website cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, người dân không cần thiết phải đến nộp trực tiếp để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo ra sự minh bạch, tránh tiêu cực. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc là bảo kê cho con nuôi là một chùm giang hồ. Ông Lưu Bình Nhưỡng là phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, vừa bị bắt, bị cáo buộc là đã can thiệp, tác động với cơ quan hữu trách để các băng nhóm xã hội khác không cản trở việc làm ăn của Phạm Minh Cường, vốn là chùm giang hồ ở Thái Bình. Theo báo vnexpress, thông tin nói trên nằm ở trong tờ trình về tình hình tội phạm năm nay và kết quả điều tra, xét xử án hình sự được ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng của Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình nêu ở tại kỳ họp Đại hội đồng Nhân dân của tỉnh Thái Bình gần đây. Ông Hợp cho biết, việc bắt giam ông Nhưỡng, 60 tuổi vào hôm 14 tháng 11 là căn cứ và kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường, tức là Cường Quát, 37 tuổi ở Thái Bình, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, từng bảo kê các mỏ cát, bắt các doanh nghiệp trả tiền theo khối lượng cát khai thác được cơ quan điều tra cáo buộc trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp bị can cường bị một số băng nhóm xã hội đen cản trở gây khó khăn do từng được ông nhưỡng nhận là cháu bị can cường cũng từng nói ông nhưỡng là bố nuôi nên ông ta đã nhờ ông nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan hữu trách của thái bình để các băng nhóm xã hội đen không gây sự Do đó, hành vi của ông Nhưỡng được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức để cho bị can cường cưỡng đoạt tài sản. Trong vụ án này, nhà chức trách cáo buộc bị can cường và đồng phạm đã tự xác lập quyền sử dụng trái phép 180 bãi triều, nói việc khai thác cát ảnh hưởng đến nuôi thủy sản ở tại bãi triều để gây ra sức ép, buộc doanh nghiệp khai thác cát phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại với giá rẻ. Công an tỉnh Thái Bình cho rằng đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây bức xúc ở trong nhân dân, ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, công an ghi nhận thu giữ được nhiều đồ vật và tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng được nhiều báo ở Việt Nam ca tụng là đại biểu nhân dân. Thủ phủ cà phê Bung Ma Thuột được Warner Brothers Discovery ca ngợi trên sóng toàn cầu. The Town of Coffee do Warner Brothers Discovery sản xuất và mới được phát sóng toàn cầu đã ca ngợi Bung Ma Thuột là nơi sản sinh hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, đang trở thành thành phố cà phê của thế giới. Trong khi đó xuất hiện gần như xuyên suốt trong hơn nửa bộ phim The Town of Coffee dài 45 phút, câu chuyện về Bung Ma Thuột Đắk Lắc từ một vùng đất chuyên canh trồng cà phê đang từng bước trở thành thành phố cà phê của thế giới. Theo Discovery, đây là một câu chuyện có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Cà phê được giới thiệu tại Việt Nam bởi người Pháp. Chỉ khi cà phê Robusta được phổ biến và sản xuất mở rộng thì tình hình đã thay đổi. Với sự dẫn dắt của một chuyên gia kể chuyện, Discovery đã lột tả được vẻ đẹp của vùng đất Buôn Ma thuộc. Khán giả quốc tế được chiêm ngưỡng thắng cảnh trainer Gia Long Hùng Vĩ, Công trình biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê, làng cà phê và các sản phẩm dịch vụ từ cà phê, đặc biệt Discovery dành nhiều thời lượng để giới thiệu Bảo tàng Thế giới Cà phê, công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam với nhận định bảo tàng độc nhất vô nhị. Đồng thời lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột được tỉnh Đắk Lắk tổ chức định kỳ 2 năm một lần cũng xuất hiện trong chương trình The Town of Coffee. Việt Nam hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ ở trong lĩnh vực bán dẫn. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư ở trong lĩnh vực bán dẫn của nước này. Đây là chia sẻ của ông John Neuffer, chủ tịch của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, trong cuộc là trong cuộc làm việc với Thủ tướng Việt Nam là Phạm Minh Chính vào chiều mùng 7 tháng 12. Buổi làm việc còn có lãnh đạo của các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ như là Intel, Qualcomm, Ampere, ARM. Ông John Neuffer cho biết Hoa Kỳ đang ở trong cơn khát nhân lực chất bán dẫn và ngay từ trong thời đại dịch, nguồn nhân lực Việt Nam đã là nguồn bù đắp quan trọng cho sự thiếu hụt này. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Hoa Kỳ ở trong lĩnh vực chất bán dẫn và có thể đóng vai trò đối tác chiến lược trong việc cung cấp nguồn nhân lực. Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ cũng đánh giá Việt Nam có những bước tiến ấn tượng trong lĩnh vực này, trở thành điểm đến có vai trò quan trọng ở trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Còn Thủ tướng Việt Nam cho biết là Việt Nam cũng đang nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cùng với cơ chế ưu đãi phù hợp để thu hút doanh nghiệp sản xuất, thiết kế, phát triển sản phẩm chip bán dẫn hàng đầu của nước ngoài. Việt Nam có gần 26 triệu người sử dụng tiền ảo đứng thứ ba trên thế giới. Theo báo cáo gần đây của Crypto Crunch App, Việt Nam bất ngờ xếp thứ ba trong bảng xếp hạng về lượng người nắm giữ tiền ảo trên thế giới. Trong bảng xếp hạng, Ấn Độ đứng đầu về lượng người sở hữu tiền ảo trên thế giới với 157,6 triệu người. Điều này cho thấy sự chuyển dịch sâu rộng hướng tới các giải pháp tài chính kỹ thuật số tại Ấn Độ. Trích từ báo cáo của CryptoCrunch App ứng dụng tại Hoa Kỳ, thông tin về hơn 1.500 loại tiền số. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 44,3 triệu người thể hiện tỷ lệ chấp nhận tiền ảo cao tại quốc gia đã đẩy mạnh đổi mới công nghệ và tài chính. đứng thứ ba là Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người nhưng có tới 25,9 triệu người sở hữu tiền ảo. Điều này báo hiệu khả năng chấp nhận nhanh chóng của Việt Nam và cũng phù hợp với tốc độ tăng trưởng và chấp nhận công nghệ tại đất nước này. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Một luật sư gốc Việt được thống đốc Gavin Newsom bổ nhiệm làm tránh án của Orange County. Luật sư Huy Nguyễn vừa được thống đốc Gavin Newsom bổ nhiệm làm tránh án của Tòa thượng thẩm California ở tại Orange County, theo thông cáo từ văn phòng thống đốc ở Sacramento. Luật sư Huy Nguyễn là luật sư bào chữa công ở tại Orange County từ năm 2003 cho đến nay, chuyên đại diện cho những người bị cáo hình sự không có đủ tiền mướn luật sư khi ra tòa. Trước đó, ông làm việc cho văn phòng của luật sư Andrew Lum ở Westminster và văn phòng luật sư Peter Nguyễn ở Garden Grove. Về tiến trình được bổ nhiệm làm tránh án, luật sư Huy Nguyễn cho biết, ban đầu ông nộp đơn lên văn phòng thống đốc, sau đó ông được luật sư đoàn California và luật sư đoàn Orange County phỏng vấn. Theo văn phòng thống đốc Gavin Newsom, luật sư Huy Nguyễn là người theo đảng Dân Chủ, tốt nghiệp cử nhân của Đại học UC Irvine, tốt nghiệp luật tại Đại học Whittier Law School, Costa Mesa, và sẽ thế chỗ của tránh án Gerald Johnston nghỉ hưu. Luật sư Huy Nguyễn cho biết, ông sang Mỹ vào năm 1975, có vợ và đang cư ngụ ở tại Costa Mesa. Như vậy, luật sư Huy Nguyễn sẽ là tránh án gốc Việt thứ tư ở tại Orange County từ trước cho đến nay. Tránh án Nguyễn Trọng Nho là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ này ở tại quận Hạt có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại khi ông được bổ nhiệm vào năm 2000. Người thứ nhì là tránh án Cherry Phạm, được bổ nhiệm vào năm 2010. Người thứ ba là tránh án Vũ Nhân, được bổ nhiệm vào năm 2018. Cựu cảnh sát trưởng là Habra bị 11 năm tù trong vụ bạo loạn quốc hội. Cựu cảnh sát trưởng là Habra mới bị kết án hơn 11 năm tù, là một trong những bản án dài nhất liên quan đến vụ bạo loạn quốc hội. Hồi tháng 7, ông Alan Hostetter, 58 tuổi, bị tòa liên bang ở Washington, D.C. kết 4 tội đại hình, gồm đông lõa, cản trở công việc quốc hội và đem theo vũ khí nguy hiểm xâm phạm khu vực cấm. Trong số hơn 1.000 người bị truy tố trong vụ bạo loạn 6 tháng Giêng năm 2021, có chưa tới 10 người, hầu hết là thủ lĩnh nhóm dân quân Proud Boys hoặc Oath Keepers bị kết án dài hơn ông Hostetter. Ông Hostetter bị bắt vào hồi tháng 6 năm 2021, cùng năm bị cáo khác. Ông Hofstede về hưu năm 2010 sau 8 tháng làm cảnh sát trưởng La Habra. Trước đó, ông là phó cảnh sát trưởng Fontana. Khi hợp tác với doanh nhân Russell Taylor ở Landero Ranch, ông Hofstede thành lập dự án American Phoenix để phản đối biện pháp chống COVID của tiểu bang, nhưng sau đó chuyển sang ủng hộ cáo buộc của cựu tổng thống Trump về gian lận lan tràn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Theo công tố viên, ông Hostetter đem theo vũ khí tới Washington, D.C. và cùng với ông Taylor dự cuộc họp ủng hộ ông Trump ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Ông Hostetter không bị cáo buộc đánh nhau với cảnh sát hay xông vô tòa nhà quốc hội, nhưng đi theo ông Taylor, khi ông Taylor chen qua hàng rào cảnh sát, công tố viên cho biết, ông Hostetter ở lại khu vực cấm khoảng 2 tiếng trước khi ông và những kẻ bạo loạn khác bị cảnh sát đuổi ra ngoài. Ông Taylor nhận tội hồi tháng 4 và sẽ ra tòa trở lại ngày 18 tháng Giêng với mức án từ 51 tới 87 tháng tù. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Tiểu bang California cho biết là cựu tù nhân sẽ nhận được 2.400 Mỹ Kim theo chương trình tái hòa nhập mới của tiểu bang. Hàng trăm cựu tù nhân ở tại California được thả ra khỏi nhà tù, có thể nhận được khoản thanh khoán tiền mặt trị giá là 2.400 Mỹ Kim, cùng với tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm việc làm và những hỗ trợ khác, theo một chương trình đầu tiên trên toàn quốc để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi cuộc sống và giảm tái phạm. Theo Trung tâm Cơ hội Việc Làm, cựu tù nhân sẽ nhận được tiền sau khi đáp ứng những cột mốc quan trọng nhất định như là thể hiện sự tiến bộ trong việc tìm kiếm nơi ở và làm việc. Samuel Schaffer là giám đốc điều hành của Tổ chức Phi lợi nhuận quốc gia giúp những người rời trại giam tìm việc làm và đạt được an ninh tài chính. Cho biết, mục tiêu là giúp cho họ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất như là tiền xe bus và thực phẩm trong những ngày đầu quan trọng sau khi họ ra tù. Ông Schaffer nói rằng muốn tận dụng thời điểm ngay sau khi ra tù để kết nối với mọi người với các dịch vụ hỗ trợ tài chính để tránh việc tái phạm tội. Ban Phát triển Lực lượng Lao động của Thống đốc chuyên cải thiện nguồn lao động của tiểu bang đang cung cấp khoản tài trợ trị giá là 6.9 triệu Mỹ Kim để thúc đẩy các tổ chức mở rộng dịch vụ tái hòa nhập cho những người từng bị giam giữ. Khoảng 2 triệu Mỹ Kim trong số đó sẽ được chuyển trực tiếp đến các cựu tù nhân thông qua việc chi trả tiền mặt như là đã nói ở trên. Ông Schaffer còn cho biết chương trình này đóng vai trò như là một người thay đổi cuộc chơi và là chương trình đầu tiên thuộc loại này ở trên toàn quốc. Do đó, ông hy vọng các tiểu bang khác sẽ cùng làm theo. Những người ủng hộ nói rằng, từng trở về sau khi bị giam giữ, thường gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở và làm việc, khi họ cố gắng tái hòa nhập vào cộng đồng. Trung tâm ước tính khoảng 60% trong số người từng bị giam giữ vẫn bị thất nghiệp trong năm đầu tiên họ trở về. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.